Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các mặt thay tóc vàng để làm mặt dây nhé. Đặc biệt video này em gửi đến cho anh Thịnh ở Quảng Ninh. Anh Thịnh đã tham khảo website Tai Game và đã trao đổi qua Zalo. Thì anh cần một mặt dây chuyền đá thanh tóc vàng để cho nam đeo, cỡ nhỏ thôi. Thì hôm nay Tai Game sẽ giới thiệu cho anh chị một số mặt phù hợp để làm mặt dây nhé. Trên tay em đây là một mặt thay anh tóc vàng, anh chị thấy này, rất trong, anh chị thấy rất tuyệt vời, trong các sợi tóc mảnh sáng đấy, form cũng khá gọn gàng, anh chị thấy này, nhìn xuyên qua đá luôn này, đó rất tuyệt vời. Em thấy là đây cũng là sự lựa chọn tuyệt vời để dành cho anh Thịnh này, nếu mà anh Thịnh thích cái form gọn gàng như này, chất đá đẳng cấp này, VIP như này đấy, rất đẹp này. Chúng ta có thể làm một viền vàng bao quanh đấy, viền vàng bao quanh mảnh thôi, rơi tầm khoảng một chỉ đến một chỉ rưỡi, thế là chúng ta đã có một mặt dây đeo dây vàng, dây dù, dây da rất là đẹp nhé. Đó, chất đá trong này. Đó, rất tuyệt vời. Mặt này thì bên em giao ra giá là 18 triệu nhé. Đấy, rất VIP này, đẳng cấp này, chất đá thiên nhiên hoàn toàn. Đó. Rất đẹp. Rất đáng để anh chị sưu tầm đấy. Tiếp theo có đầu mặt rất là đẹp, anh chị thấy này, sợi tóc đồng trục này, sáng này, đó rất là kỳ diệu, thiên nhiên kỳ diệu tạo ra một cái viên đá rất là đẹp này, đó. Dải tóc hình bã mía này, rất dày, bố trí đồng trục luôn, đó. Có là một sự lựa chọn hay dành cho anh Thịnh nhé. Chúng ta có thể làm như này, có thể là một là chúng ta có thể là chụp đầu cái này vào, chụp đầu mảnh thôi để anh chị đeo chỗ này để thả tự do nhé, để làm mặt dây rất là đẹp. Ở đây chúng ta qua lỗ sẵn này, chúng ta thể khoan đóng đóng một cái đinh vít vào đây đấy, để làm cái móc cũng rất là đẹp, chất đá trong này đó. Cái độ dài của nó cũng cỡ hai cái đốt ngón tay trộm vào, anh chị thấy cũng khá là phù hợp đấy. Mặt này thì bên em giao ra đồng giá là 18 triệu nhé, 18 triệu. Tiếp theo trên tay em cũng là một mặt dây rất là đẹp, mặt này thì bên em đã lên vàng rồi, vàng 18k anh chị nhé. Đó, gắn một số viên đặt tấm kim cương đây này, đó nó gọn gàng. Đây là chạm hình Phật bà đứng. Phật bà này, chất tóc hay tóc vàng này, bã mía này, đồng trục này, đó rất đẹp này. Những mặt này thì chúng ta có thể đeo dây dây dù hoặc dây vàng đều được anh chị nhé. Mặt này thì bên em giao cả vàng cả đá tấm kim cương, cả mặt đá là 18 triệu anh chị nhé. Đồng giao trọn gói sản phẩm này là 18 triệu cả vàng cả đá. Anh Thịnh hoặc anh chị nào hữu duyên thì có thể thỉnh về nhé, đồng giá là 18 triệu. Tiếp theo trên tay em là một mặt Phật đá thanh tóc vàng, mặt hình chữ nhật anh chị nhé, vuông vức luôn này, vuông đét luôn này. Đó, chữ nhật. Các góc cạnh tóc giải tóc hình bã mía này. Thì mặt này thì bên em chế tác hình chạm hình Phật quả Quan Công này. Cái hình Quan Công này thì rất phụ rất ông này thì ở trong Phật giáo cũng có này, Nho giáo cũng có, Đạo giáo cũng có này. Đấy, ông này rất nhiều đạo thờ cúng. Mặt này thì bên em giao là mặt là giá là 18 triệu nhé. Thế ông Quan Công đứng tay cầm đao. Chất đá thay cho tổng bạc thiên nhiên này. Một mặt tiếp theo cũng thay tóc vàng, nhưng ông Quan Công thế ngồi.
tay vuốt râu này, tay vuốt râu này, cũng là kiểu thạch canh tóc vàng ba mía này, rất dày này, đồng trục này. Đó, đây hai mặt này thì bên mặt này thì cũng đồng là 18 triệu anh chị nhé. Hai mặt này đồng giá là 18 triệu thì anh chị ưng ý mặt nào báo em nhé. Tiếp theo trên tay em đây là một mặt thái anh tóc vàng, đây là mặt hình thang anh chị ạ, vuông vức luôn. Đó, vuông vức luôn, có móc chở sẵn đây. Cái móc này chỉ là móc inox thôi anh chị ạ. Nếu anh chị muốn là gia công móc vàng thì bọn em hỗ trợ nhé. Hoặc anh chị có thể làm viền vàng bao quanh như này, viền vàng bao quanh ở đây để cố định chắc chắn hơn. Đó, mặt này tóc vàng nhé, đây sợi tóc vàng đây, khá trong luôn này. À, cũng gõ rất gọn gàng, móc chờ sẵn đây. Mặt này thì bên em giao giá là 8 triệu 6 nhé. Tiếp theo là một số mặt đã lên vàng rồi, em giới thiệu cho anh Thịnh và quý anh chị nhé. Thì trên tay em đây mặt thạch tóc vàng, anh chị thấy này, mặt rất là đẹp, đá trong này. Mặt này thì bố em đã lên vàng rồi, chạm hình đồng tiền nhé, vàng 18k. Đó, anh chị là hữu duyên thì có thể rất là đẹp này, tóc vàng sáng này, các sợi vàng chân tóc này hướng lên nhé, đấy rất là đẹp, vàng 18k. Tiếp theo cũng là mặt thạch tóc vàng nữa, nhưng mà mặt này thì bọn em chế tác hình song long nhé, song long trầu nguyệt này. Đấy, cái phần mặt chính là thạch tóc vàng đấy, còn mặt trên là một viên sapphire vàng nhé. Mắt gắn ruby anh chị này, mắt rồng gắn ruby này. Đó, mặt này là vàng 18k, 18k 750 này. Đó. Đó, anh chị nào yêu thích cái kiểu dáng như nào thì báo em nhé, hai mặt đều rất là đẹp. Đó, anh chị xem tham khảo giúp em nhé.